Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube mình nha. Hôm nay mình đi quay máy cắt, các bạn gặp anh này ảnh kích cá, các bạn mình quay ảnh kích cá lại cho các bạn xem nha các bạn. Đấy. Cá goofy các bạn ơi. Đó. Nhóc hết trơn luôn. Tiếp tục đi dài dài phi lên trên nữa các bạn. Tại vì miếng này còn nước các bạn. Nên mới còn cá để mình bắt nè. Nhóc hết trơn các bạn. Cá rô phi với cá rô đồng mình cũng rất là nhiều luôn. Cá sặc gần luôn. Quá trời cho nó luôn. Cái đường nước này mình thấy cũng rất là dài luôn các bạn. Tuốt trên này luôn nè. Trời luôn rồi kìa, lụm không ngớt luôn bạn, lụm không kịp luôn bạn, thấy ham luôn á. Mà cá chốt cũng rất là nhiều luôn, cá chốt cũng rất là nguy hiểm nha bạn, tại vì cái gai của nó đâm mình rất là nhức luôn. Ủa, khúc này chạy vậy nè. Cá rô phi luôn.
cá rô phi này mà muối xả là hết sảy nha các bạn. Này mình thấy được nửa xô bay cá nha các bạn, dài dài lên thôi là chắc ginh không nổi luôn bạn, nguyên xô luôn. Tự nhiên bước xuống cái nó sụp cái lỗ rồi hết hồn chân nha. Quá cá luôn bạn. Cái lỗ của đây bạn ơi. Đó. Đây con cá ngay đây các bạn. Giờ chỉ qua mò đây nè. Ủa cá chốt rồi nó nổi gâu hả vậy ta? Quá trời cá chốt luôn. Nhiều luôn, có kìa nó ngớp hả mày, Goofy thì bao la luôn. Ồ, cá lóc bên đây nè, đây còn cá lóc nữa bạn. Dính cái sình như là cờ nhìn không nhận ra luôn bạn. Ôi ơi, con kìa. Đây con cá nè. Lóc. Ôi trời, trời cá chốt. Nè cá trời. Thôi trời. Cá chốt. Đừng nó tới đi. Quá trời luôn bạn ơi. Cá chốt rồi nè. Thứ nào chịu nổi nữa coi nè. Nó nổi rồi, không chơi. Cá chốt mà thì kho tiêu là hết bài luôn nha các bạn. Cá chốt rồi chỉ kho tiêu thôi, bỏ tép mỡ đồ vô nữa. Ôi ơi. Quá trời luôn. Bắt mấy người đó là mình phải cẩn thận nha các bạn. Anh đưa cái kích xuống cái lại bạn thấy coi kìa. Nóng lạnh chưa? Tại cái miếng này nhờ còn để nước nè, nó ém lại nè, con cá hình cho nó xuống hết trơn. Cá chốt rồi kìa. Cá chốt nãy giờ đem mình để trước lộ trước này bán rồi, người ta mua hết trơn luôn, không phải tay luôn á. Ok nó quậy đó các bạn ơi. Ủa, cá sặc con bự bự không bạn? Lên trên. Ủa, cá lóc các bạn ơi, nãy giờ mình quay mới thấy được cá lóc luôn nè. Con này cũng không có bự các bạn, trọng trọng mà. Cắn mát à. Đó, đừng còn cá lóc dưới nữa kìa. Không còn cái lóc này đó. Có con cái lóc nhỏ nhỏ không chậm chậm. Này
ngay 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 chỗ này nè, anh thấy con lóc rồi đó, chưa bắt à, ngay chỗ đó. Nó xỉu hay đó là gì. Khúc phía trên này mình thấy làm như hết cá nha các bạn, tại vì nó gom xuống dưới các bạn, trên đây mình thấy ít quá, trên đây gần như không có luôn. Chị này chị xách hết nổi luôn bạn ơi, thấy không, quá nhiều luôn.